chào cả nhà nha. Em chào cả nhà nha. Sức khỏe cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ nha. Một hôm nhậu xỉn nhà chú Út giờ còn ngáo áo. Ngáo thiệt luôn á. Mà bữa nay hai đứa em còn ở lại nữa. Với rủ chú Út thêm Út rồi với mấy đứa em rồi lại chơi. Bữa nay tụ họp đông đông vui một bữa. Nữa. Hổng ngày lâu rồi mình ăn uống lành mạnh, bữa nay mình tụ họp một bữa đi. Hôm mà lại nhà chú Út, quậy nhà chú Út, bữa nay mình mời chú Út chứ mốt lại quậy lại nhà mình. Mời lại nhà mình. Chứ lại nhà người ta báo quá, báo mình không ngủ lại nhà mình kỳ lắm. Sáng nay cũng đi chợ nữa. Ừ, mua về một đống nè, để em quay lại cả nhà xem mua gì nè. Nó. Thằng giấy. Chiều dần thấy giấy của mình. Mua giấy trước. Cái này giấy. Cúc lộn của hai đứa em mua nè, cái này rau sống. Ba gọi. Ba gọi rau nữa anh. Rau sống luôn. Ba gọi với ruột non nè. Phèo á, thằng lát làm gì đó, chợ kêu bồn bồn nè, kêu bồn lẩu quá, nè dừa, đã không sẵn cái này, mua cá chốt bà kia bà tặng vô cái bắp chuối luôn, chuối bự dữ ta, mua cá chốt nè, bắp mua nhiều đây cá chốt, chốt, nhóc luôn á, cả cái máy anh, cái máy cái chốt không, ổi xài cốc, la zét nè. Mình đó là vợ mua đầu tư về sáng mua súng rồi bưởi dưa hấu Mình lum vậy. Rồi cá nè. Cá này chút thái ra làm lẩu. Rồi, nhiêu đây là cũng xa xưa nữa đó. Ừ, xa xưa đi để hồi để quay tiếp coi thế mình làm món gì. Bây giờ bắt tay vô việc mình cá đi. Mình cá chứ. Mà này thì hai đứa em đang sở tay lưới đang xuống vuông của mày vợ báo nữa nha. lụm cho ổng hết cá luôn hả đạo? Giờ sở ra đang xuống vuông văn kiếm cá phi đem về trên sông Đốc mà ăn cả nha. Cởi áo ra ta lưới sở xong mình xuống văn phái văn ở vùng phái chống chuồng phái văn lưới rồi nha vậy đó, giống như anh Tư của em của ổng vậy, phái đi văn lưới phái chống chuồng chống trời ơi, cái xuồng mà nó chống chống đã giờ nó đi xuồng không được, nó chơi xuống đi không xuống vuông luôn, nó văng luôn à, đuổi luôn. Tưởng nó chống xuồng giờ nó ảnh chống khó quá, ảnh chơi văng nó sầu rồi, chưa vợ khúc đó sầu. Ôi muốn hộp đầu đạo luôn em. Ở khúc rồi, cái khúc đó rồi đó. Múc mà bè lên hai à. Cá chốt. Cắt đầu hết trơn ha. Bỏ cắt hết trơn. Nhầm mổ bụng. Có trứng không? Có trứng thì bỏ trứng ngủ nha. Trứng không? Trứng còn. Còn. Không. Nó. Cái xanh xương của ổng còn. Xả đồng ra. Cá chốt mà làm gì em? Ai biết chú hai chắc hồi nhúng vô luôn cái này luôn quá hả? Không nhúng đó kêu nó làm con mẻ gì cũng ngon. Còn con mẻ mà con mẻ nhà con mẻ hết rồi. Ừ. Mới bữa hổm cho thấy mút em mới. À. Mà em mới cho ăn nè. Chưa chua đâu. Đó, giờ mẹ với em dâu rau gọt bồn bồn hay là rau sống này kia. Chọn ra. Hôm nay thì vợ mang cá chốt bây giờ chưa xong. Người việc chút rồi có khách lại nữa thì người khác phụ tiếp. Em dâu này giỏi lắm, nhậu xong sáng sớm mà rửa mâm chén rồi, 5 giờ sáng thứ gì rửa mâm chén rồi. Vậy được, có lý. Ăn lá có chén nhậu. Đúng rồi, nửa đằng kèm chút xíu thứ gì có chén nhậu luôn. Vậy chứ không phải là tính toán trước chơi ha. Em dâu nói vậy là trễ hơn ta, nhậu trễ hơn ta, người ta 5 giờ sáng là người ta lấy ngót rồi. 5 giờ sáng lấy ngót rồi vừa ha. Lúc em đi chén rồi cũng vừa. Vừa đi ngủ. Hôm mẹ cũng đu lắm nè, mấy giờ mẹ? Tôi dậy chứ tới 11 giờ luôn á. Trời ơi trời. Hôm vậy nhậu nhà chú Út xong rồi nha, rồi cái em mới kéo về nhà em đó, ngồi chỗ xích lên chỗ em dâu lặn nè, ngủ đó tới 11-12 giờ đêm luôn. Dạ, đúng, chắc
bên đường á. Có đặt già mà không vui. Nó đi đâu đi theo đó, cả đời cả từ kia lại bộ đi về lần thế mà nào. Cái đường thẳng từ đây thẳng về nhà đâu chịu, bắt đi đường vòng 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 lên đây gì đó, ngồi đi đường nghỉ về chơi gì. Vậy mới đúng cây nhà lá vườn chứ. Dữ dằn này chứ. Cái có bản lĩnh đồ bài bản nữa chứ. Cho cho. Ông giao bài bản. Dữ lắm nè, đuổi dữ lắm nè, dính đường con một. Dằn như cố lo bay xuống vuông rồi là mới ghê luôn. Thay đồ rồi ha, dính con mà. Cái tội đó mấy con cá nó biết cái tội làm màu tới ghét. Nó dính. Giờ rửa thịt chứ vèo. Cá chốt cũng mà. Mình rửa sạch sẽ để. Ồ, cái chốt nhìn thấy ngon ha. Chưa hết nữa. Ngâm muối em chà muối cho nó bớt đi nhớ. Yeah. Bên này thì em dâu gọt bồng bồng. Bồng bồng mấy bên kia ngon chứ. Anh tắt ra đây mua. Thấy bà còn có nhiều đồ mua ủng hộ bà luôn. Con không biết 30 ngàn hay 30. Thường thường có 25 phải không? Không em. 30 mà mắc rồi đó, thường thường 25 đúng rồi. Đàn ông đi chợ thì hiểu rồi. Đúng rồi, đàn ông đi chợ thì. Giờ bồn bồn xong giờ cái chuyển qua tới buông súng. Này gỗ gao này làm sạch sẽ. Buông súng có bông đẹp quá không? Đẹp chứ mình dâu, cỡ dâu. Wow, dâu quá đẹp gái. khen em dâu đẹp gái rồi nghe em nó ngồi nó cười. Gà máu rồi ra đạp nha. Vợ vợ tao mà khen hoài luôn mà chết luôn rồi. Coi nha, coi chuyện củi lửa nghe chú ai ơi. Trời ơi là trời. Coi chuyện củi lửa đem thôi mất củi mất lửa hết trơn. Nhà gia đình thì gặp lại nó trời tối ngày. Thấy không, thấy anh Tư Quỳnh em bảo vệ em chưa? Ừ, con Tư á, con Tư. Bảo vệ em vô, bảo vệ em vô. Bảo vệ tới cùng luôn, canh tới 4 giờ. Nay tụ họp nữa cái nhà, em dâu lại chơi cái nhà. Bữa nay em dâu đẹp gái dữ trời. Con bé nó nhỏ đâu? Ừ, lỗi sao hả? Cưng lỗi trước hả? Dạ, nói đó chị. Bữa nay hội, bữa nay hội ngộ nữa. Hội ngộ. Mấy bệnh thế vậy? Còn hai công thần kìa, đó bơi kìa, đổi với chiến thuật chỗ khác rồi, nãy dằn ở chỗ kia dính con mà bây giờ đổi rồi. Giờ em bắt nồi nước lên để em trụng sơ cái phèo này nè. Còn mình nướng hồi mình ốp mình nướng, bắt nước cho nó sôi sôi lên rồi đâu mình trụng. Giờ em vô thái cá ra. Thái cá rồi hồi mình nhúng quá này, con cá này thịt quá trời luôn nha, thịt hết biết luôn rồi. Thịt nó dai nó dẻ. Không biết ăn ở đây ăn con cá gì? Thu cờ vậy. Cá thu cờ hả? Ừ, cũng ít mà, mà cắt một dao đi rồi cắt thêm dao nữa. Ừ, cho nó dễ chín vừa vừa, đừng đứt quá út để hồi nó gục. Ừ, rồi, ok. Dao lục. Dao lục hả? Nó dao khác. Thấy cái gì? Thịt cá. Cá xương xanh á, cả nhà có theo dõi vợ chồng em là biết con cá này em cũng ăn làm mấy lần. Giờ mình dâu lấy trứng cút ra luộc luôn. Hai ba em dâu luôn. Em là em có hai ba em dâu luôn cả nhà. Em dâu bữa nay mới ngố rồi, đẹp gái dữ ta. Cười à. Chọc em dâu em có cảm vô cười. À, luộc trứng cút. Này trứng cút lộn. Rửa rau, rửa chặt cá, hai em dâu. Còn đó là em yêu có lòng tôi. Đứng áo đen trả cười. Nghe bảo em yêu có bó cười. Giờ vợ luộc cái đó sơ. Giờ ốp. Sao tới tôm hả? Ừ. Nước chào lên đây. Nước chào lên nè. Nó thơm vậy. Nó cái còn nước này nó nước.
nên nó một ngọt. Nè, này cái nồi chín cút lộn. Chín cút lộn. Trong cái giường. Ít thôi. Ít không nhiều quá nó khét. Nó cháy. Trộn lên vậy xong đó hả? Vậy là xong rồi đó. Ừ, gì nhanh chứ. Quá nhanh, nó những gì mà ngon đó. Thì miếng sa tế nè. Thêm miếng sa tế. Sa tế nhiều cho nó thơm đúng không? Hớp vô thêm hủ luôn hả vậy? Nữa. Thành nó lại nửa hủ này, nửa hủ là như. Lấy con miếng à, đâu có nửa hủ đâu. Đó. Có màu lại liền. Ờ, nó thơm. Có chao nữa, sa tế nữa. Nước luôn. Trên đổ mấy trên em ăn còn vừa. Giờ đổ nước vô làm. Đổ nước vô. Nước sôi hả? Nó sôi cái em dọn mấy em làm nước lẩu. Hồi nướng cá. Cá là mình làm lẩu me hả? Ừ, nướng me. Còn bên này sẽ mở tỏi luôn hả? Bên này sẽ mở tỏi, rằng em lấy một miếng em bỏ vô ốc cá, còn miếng hồi em bỏ vô lẩu không? Đúng, chính xác. Rồi mốt anh thử anh làm, anh nấu ăn cho em ăn bữa thử anh. Bình thường. Có bình thường à? Trời ơi. Anh nấu những món chính là món gì? Trứng luộc, mì, nấu mì. Thôi vậy, anh vừa lội đi, nấu vừa lội đi. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Mấy món anh đi xin nấu không được nữa. Bữa nào anh làm cái món gì mà ngon ngon rồi anh đãi vợ con ăn bữa anh. Được. Anh chỗ tay à? Ok. Bữa nào em cầm camera em quay, còn được. Anh thì anh đứng bếp mà để cho cả nhà anh xem xét coi thử anh nấu ngon cỡ nào, rồi. Điểm anh ha. Ok, get go. Cười. Nấu ngồi chắc ăn lên luôn, tự ăn lên luôn. Làm đàng hoàng lịch sự rồi bài bản. Má chứ tại trời nhiều người đàn ông ta nấu ăn ngon lắm á, chứ nấu ngon đàn bà đó có cửa. Tại không làm thôi chứ. Tại anh chưa chỗ tại anh giấu nghề, đúng không làm ngon quá em muốn kêu anh làm hoài. Điều tiên. Anh bởi vì không làm. Tại anh giấu nghề phải không? Anh giấu nghề. Tại nghề anh nó cứng quá nên anh giấu. Nó vàng. Múc khoan đây cho miếng là ớt cá. Hơi hơi. Đó. Ớt cá cho nó được, nó đỡ tanh, nó bám mùi tanh. Rồi em đem miếng ở đây luôn. Nhìn cho nó thấm thịt. Ừ. Cho miếng bột ngọt vô. Nửa muỗng đường. Đá cái mình em cho nó thấm thịt thôi, còn nước lẩu mình nêm riêng nó luôn. Đúng rồi. Cho miếng nước mắm vô. Cho tí tiêu vô nữa. Thơm. Có hành sắc để lên nữa. Ừ. Tí nữa hành bỏ vô. Rồi chậm lên. Giờ hái mớ quế với ngò đặng vô bỏ nước lẩu. Trời, bữa nay tốt à. Sáng đi chợ cũng không mua luôn. Ừ. Nó tốt rồi. Ở nhà hỏi sao không trồng đồ nè, có hỏi cho mua mấy cái mặn cho trồng. Xoài nè. Rồi mốt đẩy đất vô lấp cho nó cao cao lên đó nha. Nè, đắp đẩy được bao nhiêu đó. Đắp cao lên rồi em mới làm ô, rồi em mới trồng rau mà chưa có đẩy đất nữa, không gài chưa có người lãnh đẩy đất mà. Cái này em kiếm mớ cái nữa. Mớ gì? Mớ gai. Gai hả? Gai bỏ em trồng nè. Bữa nãy ra bông mình anh. Nào. Có cỏ quá nãy nè. Ờ. Dầm đất mới đi cho mình đủ ăn dư sức luôn. Ừ. Này có bông giờ bữa nó rụng nó ra cho thấy. Thì còn có bông mà nó rụng bông mà nó ra dữ lắm. Vậy xong. Vô làm nước lẩu. Xôi giờ chào me làm nước lẩu. Nó chua chua. Làm nước lẩu chua chua ngọt ngọt ăn nhúng rau bồn bồn nữa ha. Ừ. Con súng. Nước mè cũng rồi. Chờ anh em. Cho hai muỗng đường. Rồi giờ nó làm gì chứ? Nó làm gì chứ? Nó trời. Trời cười. Cho muỗng muối. Hết bột ngọt thôi. Ngọt nhiều quá tanh không? Ta kêu ăn ít bột ngọt thôi để muốn chỉ nhớ. Ừ. Em để nhiều quá để anh quên em mất công nữa. Ừ. Em cũng cầu cho anh quên em mẹ cho rồi chứ ngày nào cũng làm kêu làm đồ nhậu làm đồ ăn rồi đồ nhậu biết nữa mệt. Tiền. Ừ. Quên lãng trong ký ức đi, quên bớt bớt đi, đừng nhớ nhớ hoài mệt. À cá mà. Mớ nào bự bự ơi, chụm lẩu chung luôn, còn cái nào nhỏ nhỏ để lại dành coi sẵn. Còn nào cũng lấy chín chín không nè. Đó mới đã đó. Nó rồi mình nướng lẩu luôn, nướng me chung luôn á. Giờ mẹ sắc bắp chuối nè. Dạ mẹ bắp chuối không? Không.
không à? Bắp chuối là không có bắp nào dạ đúng không? Nó như bắp nào như bắp nào phải không? Cái này vậy nè ha, đập dập dập ra cá nướng á, kẹp vô luôn, muối hột thả vô. Bữa nào đi dẫn văng lưới xong cái xin mẹ bắp chuối vậy. Xin cái hai chồng mình đập dập dập cái làm cái muối hột. Thôi đừng có hai chồng chơi, xin lên báo hơn đi, giờ tôi báo quá trời nhiều người nói tôi báo rồi. Ông báo quá người đi. Nợ thì bao dây. Ồ, có hai bạn lại rồi. Hai bạn trả đồ cái gì vậy? Cái nồi lẩu đó hả? Nồi lẩu đây. Chuyện qua cái nồi lẩu đem lại chú Út trụng rồi giờ đem lại trả nè. Ồ, ở đây mặc cái áo đẹp trai dữ trời. Binh lại hả? Tút nhan sắc lại vậy. Vậy. Ba chục ngàn ổ điện cả nhà. Cái nồi lẩu nặng điện quá, chịu qua cháy ổ điện nhà chú Út luôn. Cái gì vậy? Rau. Cái gì? Rau. Bắt thường ổ điện. Thường ổ điện 30. 30 ngàn. Vậy hả? Thường rồi. Cái quéo thôi chứ mà con nhận về nào đi. Chưa biết. Nhận vô đã đi. Đã thì đã, không dài rồi. Trời, có hai ngày đã gì? Bữa nay có đã nào, bữa nay là người bên mà. Vậy chắc ổng thương dữ lắm. Hả? Vậy chắc ổng thương dữ lắm. Đổ nước lẩu. Nước lẩu đó sắc rồi ấy thì xong rồi đó hả em? Đây nè, em bỏ gia vị vô nè. Ừ, nêm nếm vô. Nãy nêm rồi. Giờ em bỏ cái mỡ tỏi vô nè. Đặc biệt phải có mỡ tỏi nó mới thơm, nó mới ngon được. Ừ. Rồi thả gì vô nữa? Rồi xỏ hành ngòi vô. Ngòi ngay mẹ với vô. Vậy nè. Vậy nồi lẩu thì quá nhanh nè. Quá dễ. Quá dễ dàng. Rồi nước sôi cái trụng cá vô chín lại với rau rồi ăn. Em làm này nhanh gọn lẹ lắm, chứ không phải cầu kỳ gì đâu, biết chín năm sao chỉnh năm sao đâu. Đó, vậy là gia đình mình đó. Xong, có một nồi lẩu thơm phức. Rồi, giờ cái sạn dọn ra nữa thì nấu. Chút xíu mình ra ngoài mình nướng thịt anh ơi. Nướng thịt nữa. Đúng rồi, nướng thịt nữa là mình dọn rồi đó. Rồi nướng thay ăn bắt rồi. Ồ, chơi cục thịt vô luôn hả? Không sắc luôn hả? Không, mình nướng rồi có mình mới sắc ra anh. Em đem canh nha, giống như dao bó anh bó hỏm khét đen hết trơn, cự em quá trời luôn. Anh Tèo nướng đây nha, nướng lo vô trong nhà biết làm gì không biết, để trong lò ông Táo coi ra cục là nó đen ha, đen thui tù lùi luôn. Chỉnh lo vô coi video chỉnh lại thì anh Tèo không làm gì được chứ nha ơi. Bởi vì có anh kia vô bình luận đang tèo làm biến. Không làm gì được mà làm chồng em. Đúng rồi đó, thì anh chỉ có được cái làm chồng em thôi chứ không làm gì được khác mày ra. Làm chồng em là giỏi hết trơn mọi việc của... Trời ơi trời. Anh cứ việc làm chồng em đi, những chuyện khác cứ để em lo vậy. Wow. Làm em giống như bà bực không gió mà có khối khối bay không. Tao bực em bà bực đấy. Lát họ con mắt bực. Nướng chín hết rồi nè. Cắt rồi nè. Hơi ôm chút ở nhà. Tại có cái máy bơm nước á, bơm. Giờ xong hết rồi, dọn lên nó nhậu. Chó á. Là trời nó không ra cái hổ hồn với cái thằng cặn. Họ chạy lên. Nướng ra thêm con nữa. Con mười mới chạy xe ôm lên. Rồi. Dọn lên sắp xếp rồi hết rồi. Bây giờ là dọn lên là dùng nữa nha. Cút, lẩu cá, thịt nướng, bò gọi, trái cây, rau gác, rồi dọn lên, lụm. Giờ dọn lên đó nha. Đó, dọn lên trước. Nha em Tèo. Dạ. Ngồi nhớ trả tiền ổ điện lại cho tao nha. Rồi, chút trả. Anh ngồi lẩu vừa trái bao. Dọn lên đây. Hôm nay chưa có đi mua cái bàn được đó nè. Bữa hôm đi Cà Mau mua mà bàn bán mắc quá, bán mắc hơn trên mạng nữa. Để mai mốt em đặt trên mạng bàn gửi về. Thôi dọn là hết rồi cả nhà. Đó. Quá mồi màng này. Lấy gai tiếp, hôm nay có khách. Đó. Khách đây, à, em dâu, em vợ, thím Út, chú Út. Đại chiến. Đại chiến nhà Canibal. Em ruột, em dâu. Cậu mời, vô cậu mời. Em gái hai người đó đang tâm sự. Hai cha con đang tâm sự. Vô đây đi. Vô đây, em sửa cho
em mắc tay. Em mắc sữa. Cái điện thoại mẹ đâu? Nói Nguyễn tung tay ngoài đổ ngoài nữa kìa. Sao rồi, cái ly rượu sao rồi? Cái ly rượu hết nước hay gì vậy? Có rượu giống không vậy? Có. Nó bỏ rượu vô thêm mà. Đồ đồ đang đồ 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 nó. Đồ 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 đi. Ok. Sao? Mấy lít? Mấy lít? Mày chắc cỡ canh rưỡi. Canh rưỡi mình nên đi. Hay chia ra? Cho luôn. Không giờ xuống nhà coi uống nhiêu. Thế hả? Bỏ cái vô lỗ coi. Ồ. Bỏ cái trước trước. Cho nhà mà cho nhiêu như mà. Ờ. Chốt cái hình xương đó thấy không? Anh ta cho. Đâu giá bồn bồn. Không thấy chuối in dấu trên đầu vậy. Cá chốt là in cái mọc lên. Bỏ cái chốt cho luôn đi không? Đây giấy đây. Miếng ơi. Lao lao cái giờ sao mà lao cái này? Lao cái đó trước rồi. À, thế mốt với em dâu ngồi cặp kè nhau là ba hai người đó nhậu mạnh lắm đó cả nhà. Em dâu là đô một lít đó. Con mẹ sao rồi? Hả? Sao rồi? Thấy mình mấy sao rồi? Đỡ lại ha. Không, mẹ lúc làm mồi là mẹ mệt, cái làm mồi xong cái mẹ nãy giờ nó khỏe lại. Vô. Chồng me hả? Nếu mà chồng gọi chồng me ngọt mà đó kìa. Chơi vậy. Quê ngay bài luôn ha. Không mười không chịu xuống ăn cả nha. Không mười nó ăn cơm rồi, không mười no rồi không ăn. Tự động gót tự động đỡ mỗi tay thằng mang giáo chủ hả? Vô cái hũ em sư muội. Hũ em sư muội. Lên thằng mẹ giáo chủ với hũ em sư muội luôn. Đây ông này là thằng mẹ giáo chủ. Quay vào bờ mà nãy là hũ em sư muội à. Trời ơi. Cái chốt rồi. Tính chưa? Wow. Quá dữ. Mà hút hút miếng bắp chuối đi. Bà chỉ mày là khéo. Hút vô. Cái này em coi. Chua. Sống mà cũng ngon. Thì nãy em cũng hút đó. Mày hút mì. Rồi, thử rồi. Chín chưa? Thử rồi, review coi. Chín rồi. Ừ. Chấm nước mắm à? Béo không? Quá đã ha. Có chén hồng thì chứ là
chồng gì mà nhắn tin lại chết 2 giờ tới 6 giờ này chết luôn đâu. Ngủ. Ê, uống kê rồi kê tao góp bằng máy chứ đâu ai uống được đâu. Giờ mà chết trận này nè. Ừ. Đừng có máy lên chút nữa à. Đó, bỏ tập thôi. Lên đại ly luôn à. Kê mà. Thôi kê rồi lên đại ly. Thì một nóng à. Ghê nha. Một tay số má, số cụ, tiếng nóng. Tài số má. Cái máy này nó không chịu nợ. Cái máy này mà hổ tay uống kê, chịu đi, để ý người đó. Uống ngồi dắt luôn à. Sao có hồi bất cái đại ly luôn à. Nó bỏ tập kê. Cái máy đó là nó không cho thiếu nợ luôn đó. Không cho kê đó. Múc cho anh em miếng nước là chị. Mà ai nói có lợi, có lợi với nó, cầm chắc hoài đó. Không bớt lợi đó. Uống kê là để đầy luôn à. Đó, uống cái này cũng nguy hiểm. Rồi, anh Tèo, làm con cá chốt. Gặp thêm ly rượu kế bên nữa nè. Uống rượu quá ghê luôn. Em nội cho trong hai rồi, trong hai. Cầm nước mắm. Tiếp tục uống được. Đi mấy rồi? Đi mấy rồi? Trời ơi, gì vậy? Cười cười. Em gái có đũa nó trơn lắm. Trơn. À. Ồ, con cá nó mềm ngon anh. Béo lậy luôn á trời. Anh dở con cá lên nè. Cái bụng ăn cái bụng cái đó mỡ nó béo cho thấy. Trứng rồi chưa trứng. Con nó tại không có trứng, mấy con chưa có trứng. Kê ngồi là kê. Cái mốt làm miếng cá đi. Miếng cá xanh thương xanh mà sao ngắm mấy con nó còn ngủ. Vô nè. Ai biết. Chấm vô. Vô. Trời ơi, tôi nó thèm. Chưa gì chân vô vô em dâu. Rồi phải vô liền chứ. Rồi vô cả nhà mình đi. Vô nè. Vô. Vô. Phải uống hết luôn à. Bữa nay đông đủ, đông vui. À, uống là ai uống là trả ly Thím Út đó nha. Bữa nay Thím Út làm chủ sĩ đó, uống mà kê là chết Thím Út liền đó. Đâu được hưởng nợ đâu. Phải dặn dừa đâu nha. Kê đưa vô là lên rượu anh là còn hồi uống nhiều một chút. Bây giờ thì không dám ép tới ngày xưa phải không? Ai uống rượu không bao giờ ép. Vô bạn. Vô. Cùng với vợ đi. Vô em. Vô bạn đòi. Đâu vô Thím Út. Tao thử rồi vô em. Wow. Wow. Thấy gái miền Tây không? Đưa vô là gót liền không? Muốn là đưa vô gót liền đâu anh. Trời ơi trời. Quá tội. Thôi ghi xử. Ừ. Ok không? Công chủ nhà sáng giờ làm cực nên khách lại đãi chủ nhà cái ly rượu khẩu này nè. Thôi là cái ly kìa. Cái ly muốn hối luôn. Bữa gài gì dính nữa. Vô. 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 1, 2, 3. Vô. Quá vui. Mình cũng vô luôn á. Con mười trên này vô cà phê. Vô cà phê em một cậu cậu. Hả? Vô cà phê thấy im không? Không. Im ăn rượu không? Tại cậu chạy xe đó nha. Cậu chạy Honda ôm mà cậu không dám nhậu là mất công giao thông. Ăn chút thịt chết à. À trời ơi, chúng thực chết, sướng quá chết. Ngon quá. Mọi người dễ ăn nha, đồ cũng làm cái gan đồ là mình ăn nó dội. Như đồ như này nè, mọi người để đồ nó ra ăn cho nó dội đạo liền. Ăn rồi, nó nấu. Mọi người ăn dễ ăn á. Ai nói vợ ăn dở dàng lắm. Buồn đói à. Bỏ chén xuống trong mặt à. Ừ. Hỏi ra. Này bởi xài nó đang thôi, xài nó vàng quá đâu. Ừ. Dũng sĩ vượt ngoài à. Dũng sĩ vượt ngoài. Dũng sĩ vàng nè. Ai nói vàng nó vàng kìa. Không ăn cũng cầm chứ đâu. Không được á Tèo. Đúng rồi, xoay gấp trơn. Đây đũa che vậy. Dễ gì bỏ đũa. Hèn chi nãy cầm đôi đũa này em gấp con cá chốt nó rớt. Cầm đôi đũa đó thì ta gấp con nhỏ thôi. Gấp con bự rớt hoài luôn hả? Không có gì chứ ăn xương không mà đó. Tội nghiệp dữ rồi đâu. Ăn xương không mà thấy không? Trời ơi, trời đèn sao đó trời. Quá tội nghiệp. Đó, trời. Đốc chúa cái bút tự đẳng rồi tới đây mà hả? Khách lại nhà lấy cơm xương. Vô đi cái ngồi chứ khổ. Khổ thiệt. Vô. Vô 200 nha. Ừ.
Ờ, chủ nhà bỏ cho bỏ đũa vàng xuống đây. 100 nha, 50 ối à. À, ngồi. Cùng bà chồng. Con kết luôn, mới nhậu chuyện qua giờ kết rồi, hai người kết bà chồng với dâu luôn đó nha. Ngang tàn sức. Đi mà đâu ai ra dám đúng rồi. Người luôn đâu bộ là người ta bán xe con ra bán xe là tới rồi. Bán xe con ra 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 bán xe nó đã đập đồ như mà ngồi chạy cút 50 anh bình thường. Ừ. Lên cầu phà phà. Đón bữa hết. Thí mốt là chạy xe nào cũng chạy được chứ á. Thí mốt quá nặng ký mà. Ta lên xe bây giờ kêu hỏi chứ bà lên chưa vậy? Hỏi nữa chị. Vậy hả? Chị lên chưa kêu? Quá nặng ký. Quá nặng ký 35 ký. Người thì muốn ốm không được mà người còn muốn mập thì không được. Nhân, em thì muốn mập. Người ta chưa lên xe nữa bỏ chạy cút rồi. Tôi giật mình ghế đó. Tội nghiệp phải không? Tôi giật cái trời. Nhưng mà không sụp cái chỗ nào. Vậy là sụp cái bụng á. Anh chỉ sụp cái bụng nè. Sụp nguyên cái mình luôn. Không, mình ăn chưa. Sụp nguyên cái mình luôn. Dây sụp nó cũng... Nghĩ nhậu vậy. Cũng là gai người cũng sẵn sàng hết rồi cả nhà. Nồi rẩu cũng trùi. Tới la xét rồi. Rồi video em cũng chắc tới đây cả nhà đón xem video tiếp theo cả nhà. Cả nhà cho em xin lượt đăng ký, lượt like, lượt lượng, lượt chia sẻ cả nhà. Bye cả nhà nha. Hết rượu luôn rồi. Rồi, bye cả nhà nha. Bye cả nhà cái bye cả nhà nha, hết rượu hết mọi luôn cả nhà. Bye.